Nếu bạn đang định mua một cây đàn violon giá học sinh sinh viên thì đây chính là cây đàn dành cho bạn. Mẫu TV01 giá 2.200.000. Với mẫu đàn này các bạn sẽ có hai màu để lựa chọn. Đầu tiên là màu đỏ bóng và thứ hai là màu lâu trầm. Với cái giá 2.200.000, các bạn sẽ nhận được một cây đàn làm hoàn toàn bằng gỗ thịt với chất liệu là gỗ phong. Tất cả các phụ kiện đi kèm đàn cũng đều được làm từ gỗ, trang bị sẵn 4 lốt tinh chỉnh. Đàn đã được kiểm tra, set up chuẩn các thông số kỹ thuật cũng như dán nốt theo yêu cầu để các bạn có thể sử dụng đàn được tốt nhất. So với tầm giá thì khi chơi cây đàn này cũng khá là dễ, cũng như chất lượng âm thanh đem lại rất là tốt, hoàn toàn phù hợp với những người mới học. Khi mua đàn thì các bạn cũng đã được tặng đầy đủ các loại phụ kiện để có thể phục vụ bạn học đàn violon, chẳng hạn như vĩ, gối, nhựa thông, giảm âm. Bên cạnh đó, các bạn còn nhận được thêm một tờ hướng dẫn sử dụng, lộ trình tự học. Đàn cũng được đóng gói rất cẩn thận, ship toàn quốc cho các bạn. Ngoài ra, khi mua đàn, các bạn còn nhận được rất nhiều quyền lợi như ship code và còn rất nhiều những cái quyền lợi khác nữa. Cảm ơn các bạn.